Đây là hợp đồng thuê nhà để làm văn phòng, dấu màu xanh này để các bạn hiểu là hợp đồng thuê nhà này bắt đầu thời gian phân bổ từ ngày 2 tháng 1. Phân bổ trong vòng 6 tháng, bộ phận sử dụng là dành cho bộ phận văn phòng. Khi chúng ta nhận được hợp đồng thuê nhà này kết hợp sang với phần 4 có chứng từ ghi nợ là thanh toán 36 triệu tiền thuê nhà thì chúng ta sẽ làm căn cứ hạch toán nợ cho tài khoản 242 có tài khoản 331. Đầu tiên chúng ta phải hạch toán qua 331. Sau đó thì chúng ta đến chứng từ giấy báo nợ này, chúng ta mới hạch toán nợ cho tài khoản 331 có tài khoản 112. Và vì sao chúng ta lại đưa vào 242? Bởi vì khi chúng ta trả tiền một lần là 36 triệu vào ngày mùng 5 tháng 1, tức trả cho tháng 1 cho tới tháng 6, thì phần chi phí này sẽ được phân bổ dần trong 6 tháng. Do đó chúng ta định khoản nợ 242 trên có 331. Thực chất trên thực tế, nếu các bạn mới chỉ nhìn thấy hợp đồng thuê nhà mà chưa có chứng từ ủy nhiệm chi thì chúng ta cũng chưa thể nào hạch toán bút toán nợ 242 trên 331 ngay, mà chúng ta phải cần tìm thêm được chứng từ là thanh toán tiền thuê nhà thì lúc đó chúng ta mới đi vào tiến hành bút toán hạch toán. Vậy ở đây chúng ta đã có cơ sở là tại phần 3 là hợp đồng thuê nhà và phần 4 là giấy báo nợ rồi, thì các bạn sẽ đi hạch toán bút toán nợ cho tài khoản 242 là chi phí trả trước 36 triệu đồng, có cho tài khoản 331 phải trả cho nhà cung cấp, tức là bên cho công ty chúng ta thuê nhà. Và các bước để thực hiện chi phí trả trước hay là công cụ dụng cụ qua 242 thì chúng ta sẽ lần lượt thực hiện trên thao tác visa. Bước 1 là vào phân hệ mua hàng, chúng ta bấm vào đây, chọn click đúp vào chứng từ mua hàng hóa. Chúng ta phải chọn đúng chứng từ vào mua hàng hóa nhưng không chọn vào mua hàng trong nước nhập kho, mà chúng ta sẽ chọn vào hai nhỏ mua hàng trong nước không qua kho. Chúng ta lưu ý chọn là chưa thanh toán. Nhà cung cấp căn cứ trên hợp đồng là Nguyễn Thị Hoa, nhấn dấu cộng màu xanh, thêm nhà cung cấp Hoa. Rồi chúng ta nhấn cất ở đây. Ngày 02 tháng 01 năm tài chính. Một nhỏ phần hàng tiền. Các bạn chú ý như sau. Với chi phí trả trước như là tiền thuê nhà hay là với công cụ mua về dùng ngay thì các bạn định khoản qua nợ 242, nợ 133 nếu có cho tài khoản thanh toán 111 hoặc 331. Mỗi một công cụ hay là mỗi một dịch vụ trả trước thì các bạn sẽ tạo ra một mã riêng biệt. Ví dụ như nếu tiền thuê nhà có nhiều lần chi trả thì chúng ta sẽ đặt là tiền thuê nhà lần 1, tiền thuê nhà lần 2. Ví dụ ở đây là tiền thuê nhà lần 1, tôi sẽ bấm dấu cộng màu xanh. Mã tôi sẽ chọn là TTN, ký hiệu là tiền thuê nhà lần 1. Nội dung thì chúng ta sẽ diễn giải tiền thuê nhà từ tháng 01 năm. Ví dụ như chúng ta hạch toán năm nào thì chúng ta sẽ ghi năm đó đến tháng 06. Tính chất tôi chọn là dịch vụ. Vì sao tôi lại chọn là dịch vụ? Bởi vì khi tôi chọn dịch vụ thì phần mềm sẽ không xuất hiện phần kho để yêu cầu báo cáo kho. Nếu tôi chọn là vật tư hàng hóa thì phần mềm sẽ yêu cầu chọn kho. Trong khi đó, đây là dịch vụ tiền thuê nhà hay là công cụ dụng cụ thì chúng ta không được cho vào phân hệ kho. Tính chất là dịch vụ là hợp lý nhất. Cũng có thể có những bạn sẽ chọn là chỉ là diễn giải. Nhưng nếu các bạn chọn là chỉ là diễn giải thì các bạn lại không có phần hạch toán tài khoản chi phí phía dưới. Lúc này các bạn cất xong thì lại phải tự đánh tay ở đây là tài khoản nợ 242. Và tôi chọn dịch vụ là hợp lý nhất bởi vì như sau. Với cái tiền thuê nhà hay là một cái công cụ mua về thực chất không liên quan tới các tài khoản doanh thu và chiết khấu. Nếu như phần mềm mặc định có xuất hiện ở đây thì chúng ta một là bỏ đi, hai là để nguyên không ảnh hưởng.
Nhưng tài khoản chi phí thì các bạn phải chọn là 242 là chi phí trả trước. Lúc này chi phí trả trước tăng lên được ghi vào bên nợ. Số lượng theo như dữ liệu là 6 tháng bởi vì các bạn căn cứ vào điều kiện của hợp đồng ở đây, chúng ta phải đọc hợp đồng. Thời gian thanh toán một lần vào đầu tháng và sẽ thanh toán bao gồm 6 tháng nhân với 6 triệu thì ra 36 triệu kết hợp với ủy nhiệm chi hay gọi là giấy nhận nợ của ngân hàng báo lại là đã thanh toán 36 triệu đồng cho Nguyễn Thị Hoa. Do đó, các bạn sẽ đánh đơn giá 6 triệu vào đây. Đó là cơ sở để các bạn hạch toán. Ở đây, chúng ta nhớ lưu ý là không có hóa đơn, khác với là không kèm hóa đơn. Không có tức là chỉ có chứng từ thôi. Còn không kèm hóa đơn thì có thể là sau này sẽ nhận hóa đơn sau. Chúng ta sẽ lưu ý hai tình huống này. Và đối với hợp đồng thuê nhà, chỉ có hợp đồng và chứng từ thanh toán nên sẽ là không có hóa đơn. Vì khi chúng ta chọn không có hóa đơn thì phần mềm sẽ không yêu cầu số hóa đơn nữa và sẽ mất hẳn phần hóa đơn. Còn nếu cái chứng từ có nhận kèm hóa đơn thì sẽ có hóa đơn ở bên cạnh ở đây. Tôi chọn lại là không có hóa đơn, mất hẳn phần hóa đơn ở bên cạnh. Và phần thống kê và phần chi phí các bạn không quan tâm và không đưa vào điều kiện thống kê về chi phí ở đây. Bởi vì chỉ cho vào phần thống kê nếu như có điều khoản nợ 154. Và điều này thì chúng ta sẽ được học tiếp ở các cái vấn đề tiếp theo liên quan tới hạch toán 154. Chúng ta sẽ cất và hoàn thành bước thứ nhất của chứng từ mua hàng không qua kho đưa vào 242. Còn một bước nữa, đó là bước thứ hai. Chúng ta sẽ vào phân hệ công cụ dụng cụ bởi giống như ở trên giáo trình đang có chú thích cho chúng ta là mượn phân hệ công cụ dụng cụ để phân bổ. Vậy muốn phân bổ được chi phí một tháng là 6 triệu đồng thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Vào phần công cụ dụng cụ, nhấn vào ghi tăng công cụ dụng cụ hàng loạt. Rồi click vào ô thứ nhất ở đây để chúng ta lấy chứng từ mà mua hàng không qua kho vừa xong. Các bạn sẽ click chuột vào ô mũi tên màu đen đi xuống, chọn mua hàng không qua kho. Chọn thời gian là năm nay. Thực ra thì phát sinh ở tháng 1 thì các bạn có thể chọn tháng 1 cũng được. Tuy nhiên tôi cứ chọn năm nay cho nó dễ lọc tất cả luôn. Điều kiện nào cũng được hết. Rồi nhấn lấy dữ liệu. Mục đích nếu như chúng ta chọn năm nay mà không bấm lấy dữ liệu thì phần mềm cũng không hiểu để lôi cái chứng từ mà chúng ta muốn tìm lên đây. Cho nên chúng ta sẽ nhấn là lấy dữ liệu. Rồi các bạn để con chuột vào cái ô vuông ở đây. Thực chất là đây tôi mới bắt đầu chương trình cho nên mới chỉ có một cái công cụ dụng cụ duy nhất. Do đó là chúng ta không cần lọc. Nhưng có những bạn là làm hết tất cả, có bao nhiêu công cụ thì làm hết cái bước thứ nhất là mua hàng không qua kho. Xong rồi các bạn lại ghi tăng đồng loạt. Thì lúc này các bạn nhớ chọn tài khoản nợ là 242, lọc 242. Bởi vì sợ rằng có những bạn sẽ đưa các hạch toán khác cùng vào phân hệ mua hàng không qua kho, tức là lẫn 154, lẫn 642, lẫn cả 242 thì các bạn phải lọc ở chỗ này. Các bạn lưu ý. Sau đó chúng ta sẽ chọn tất cả các liên quan tới điều khoản nợ 242 ở đây. Chúng ta chọn. Và có bao nhiêu cái điều khoản 242 ở bên bước 1 thì sẽ cập nhật lên đây. Chúng ta kéo con chuột sang bên phải. Nếu thừa dòng, phải chuột xóa dòng. Thứ nhất, đối với phần mềm Visa 21 thì ngày ghi tăng sẽ tự động cập nhật lên ở trên dữ liệu dòng phía trên này. Số lượng đơn giá thành tiền ở bên phân hệ mua hàng không qua kho như thế nào thì sang đây phần mềm sẽ tự lôi lên. Ngày ghi tăng là ngày 2 tháng 1 năm tài chính. Số kỳ phân bổ tôi chọn là 6 kỳ. Vì sao? Bởi vì căn cứ trên hợp đồng là ghi rõ là chúng ta trả cho 6 tháng và có chứng từ đính kèm của thanh toán tiền mua nhà. Nên ở đây chúng ta phải chọn số kỳ phân bổ là 6 tháng. Cũng không thể nào chọn được 7 tháng hay là 10 tháng hay là 12 tháng bởi hợp đồng đã ghi rõ rồi.
Tài khoản chờ phân bổ là gì? Tức là mượn tạm nợ 242 là một khoản chi phí trả trước gọi là chờ được phân bổ. Do đó chờ phân bổ chính là 242. Một nhỏ đơn vị sử dụng thì các bạn lưu ý như sau. Tiền thuê nhà này sẽ phân bổ cho bộ phận nào được dùng thì chúng ta sẽ chọn bộ phận đó. Ví dụ như tôi sẽ chọn bộ phận quản lý. Nếu bộ phận quản lý thì hai nhỏ thiết lập phân bổ sẽ là 6422. Tiền thuê nhà này mục đích tôi sẽ phân bổ cả hai bộ phận. Tuy nhiên ở phần đơn vị sử dụng này tôi chọn một bộ phận làm đại diện, ví dụ như bộ phận quản lý. Các bạn tránh trường hợp có nhiều bạn vừa chọn cho bộ phận quản lý, vừa chọn bộ phận bếp và ở đây để là 3 và 3 tháng. 3 tháng như thế này là không đúng mà chúng ta chỉ đại diện một bộ phận thôi. Và hai nhỏ quan trọng ở phần thiết lập phân bổ này. Theo như giáo trình và ở phần xuất ăn công nghiệp này thì chúng ta đang sử dụng 30% là dành cho bộ phận quản lý và 70% dùng vào cho bộ phận sản xuất. Thì ở phần bộ phận sản xuất như tôi đã nói, nếu các bạn dùng theo thông tư 133 thì các bạn phải chọn 154 là điều kiện cần và điều kiện đủ. Đó là cần phải chọn khoản mục chi phí. Với khoản mục chi phí là gì? Vì theo thông tư 133 tất cả đều đổ dồn vào 154 và chỉ còn mỗi một khoản mục chi phí để phân biệt được đây là chi phí gì. Còn theo thông tư 200 thì các bạn sẽ sử dụng ở đây là 6273. Và 6273 là tiền chi phí công cụ dụng cụ cho sản xuất kinh doanh. Nên là chúng ta sẽ không cần phải chọn khoản mục chi phí. Quay lại thông tư 133 thì tôi vẫn để là 154 và sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất 30-70 chia tỷ lệ cho đủ 100%. Như vậy thì chúng ta chỉ quan trọng ở phần thiết lập phân bổ. Còn đơn vị sử dụng mặc dù ở đây tôi chia cho bộ phận bếp nhiều hơn nhưng đối đơn vị sử dụng đại diện vẫn là bộ phận quản lý cũng không ảnh hưởng gì và quan trọng ở phần thiết lập phân bổ. Khi các bạn thiết lập phân bổ như thế nào thì tới cái phần phân bổ công cụ dụng cụ hàng tháng các bạn sẽ thấy là tỷ lệ này sẽ tự động phân chia ra. Ví dụ như 30 nhân với 6 triệu là 1 triệu 8 sẽ đưa vào 6,12. 70, 76 là 42, 4 triệu 2 sẽ đưa vào 154 và phân bổ vào các món ăn. Và làm như vậy thì tỷ trọng giữa quản lý và giá thành của chúng ta nó sẽ đều và đẹp và cũng hợp lý trong thực tế mà chứ các cái chi phí được hạch toán. Nếu như các bạn không cho cái tiền thuê nhà này vào trong sản xuất kinh doanh thì tiền điện, tiền nước phía sau các bạn cũng không thể nào cho nó vào trong sản xuất kinh doanh được. Chúng ta nhấn ghi tăng. Như vậy là tôi đã thực hiện được hai bước đọc hiểu phần hợp đồng thuê nhà. Chúc các bạn học tốt.